Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2017, Chủ nhật, tuần thứ 6, mùa Phục sinh, năm A. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất tội và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gửi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bây giờ các ngài đặt tay trên họ và họ nhận lãnh Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kinh dâng Người lời khen ngợi hiền vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa. Người thi thô những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Người biên bề khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bồ đề tiên qua sông. Bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng người thống trị tới muôn đời. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúc tôn Chúa là đấng không hắc hủi lời tôi nguyện và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em. Nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn. Hãy có lương tâm ngay chính để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ, còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó thì người ấy sẽ là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Tình yêu đích thật và tình yêu giả dối. Bài của Linh Mục Ignatius Trần Nga. Muốn xác minh vàng thật hay vàng giả, người ta thường lấy lửa thử vàng. Người ta dùng mỏ đốt của máy khò để phun tia lửa có nhiệt độ cao hơn 1000 đạo vào thỏi vàng. Nếu vàng nóng chảy thành chất lỏng và khi để nguội, nó trở lại thành vàng như cũ, thì đó là vàng thật. Còn nếu trong quá trình đốt, vàng nóng chảy và bay hơi đi mất, thì đó là vàng giả. Phép thử tình yêu. Những chàng trai, cô gái khôn ngoan không chọn bạn đời cách hấp tấp vội vàng vì sợ chọn lầm người. Các bạn biết cân nhắc xem người mà mình đang nhắm đến có thực sự yêu thương mình bằng tình yêu chân thật hay chỉ là thứ tình cảm giả dối nhằm trục lợi mà thôi. Bởi vì một cô gái dễ dàng chấp thuận kết hôn với một chàng trai chỉ vì anh này giàu có, hoặc chàng trai thích lập gia đình với cô gái chỉ vì cha mẹ cô này có địa vị cao trong xã hội, có thể giúp chàng tiến thân. Vì thế, trước khi chọn bạn trăm năm, người khôn ngoan phải dùng một phép thử, tức là tìm cách nào đó để xác định xem người mà mình nhắm đến có thật sự yêu thương mình bằng tình yêu chân thật hay chỉ vì tiền bạc, địa vị, công danh. Thế là người khôn ngoan biết căn cứ vào một số yếu tố nào đó để biết ai là kẻ yêu thương mình thật sự. Yếu tố để nhận ra ai thực sự yêu mến Thiên Chúa. Qua tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cho biết Ngài căn cứ vào một yếu tố duy nhất để xác định ai là kẻ yêu mến Ngài thực sự, đó là người thực hành giới răn của Ngài. Chúa nói, ai vâng giữ các điều răn của Thầy, thì người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Gioan chương 14 câu 21. Như thế, ai không tuân giữ giới răn Chúa thì bị xem là người chẳng có lòng yêu mến Chúa. Ngoài ra, những ai tự cho mình yêu mến Thiên Chúa mà không thể hiện tình yêu ấy bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa thì đó là thứ tình yêu vô bổ, vì người đó chẳng được vào nước trời, như lời Chúa Giê-xu nói. Không phải kẻ nói với ta, lạy Chúa, là được vào nước trời, nhưng chỉ có những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào mà thôi. Matthew chương 7 câu 21. Phần thưởng dành cho người yêu mến Thiên Chúa. Những ai có lòng mến Chúa được thể hiện qua việc tuân giữ các giới răn Chúa, chủ yếu là luật yêu thương, sẽ được lãnh nhận những hồng phúc vô giá. Hồng phúc thứ nhất là được Thiên Chúa yêu thương. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Gioan chương 14
câu thứ 21. Hồng phúc thứ hai là tâm hồn họ trở nên cung điện của ba ngôi Thiên Chúa. Được ba ngôi Thiên Chúa luôn ở lại với mình như lời Chúa dạy. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Gioan chương 14 câu 23. Và hồng phúc thứ ba là được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Trong ngày phán xét, Chúa Giêsu sẽ long trọng ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho người người đó. Như lời Ngài phán: Nào, những kẻ cha ta chúc phúc hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Matthew chương 25 câu 34-35. Lạy Chúa Giêsu, thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng cách giữ luật yêu thương là điều kiện cần thiết và không thể thiếu để chúng con được Chúa yêu thương, được Chúa ở cùng trong suốt cuộc đời này và được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên quốc. Xin cho chúng con biết thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng cách giữ cho tròn luật yêu thương Chúa dạy, để đáng hưởng những phần thưởng vô cùng lớn lao không gì sánh được mà Chúa đã hứa ban. Amen. Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nghè. Đôi cánh con tuấn mã. Hai người bạn thân ngồi bên nhau dưới một bóng cây cổ thụ. Cả hai đều đưa mắt nhìn về phía cánh đồng trước mặt, nhưng mỗi người một ý nghĩ. Người có dáng vẻ đầy nghị lực, cái nhìn cương quyết thốt lên như sau: Một cảnh vật phẳng lặng và độc điệu như thế này quả thật là nhàm chán. Tôi sẽ rời bỏ ngôi làng nhỏ bé này để làm một vòng du lịch cho biết đó, biết đây. Người bạn khác với dáng điệu mảnh khảnh ít nói, mỉm cười nhìn vào phong cảnh xung quanh rồi nói: Tôi cũng có một con tuấn mã. Từ bao lâu nay tôi đã đi lại không biết bao nhiêu nơi rồi. Hai người chia tay nhau và hẹn cũng gặp lại dưới bóng cây cổ thụ để kể cho nhau nghe những cuộc du lịch của mình. Sau một năm họ lại gặp nhau, người thứ nhất kể chuyện: Trong một năm qua, hầu như nơi nào tôi cũng đã đặt chân đến. Tôi đã đi xuống biển, lên ngàn, vượt đèo, qua suối. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu người. Tôi đã học được bí quyết kiếm được nhiều tiền. Giờ đây tôi trở nên giàu có. Tôi sẽ tiếp tục đi du lịch. Còn bạn, bạn đã đi được nơi nào trong suốt năm qua? Người bạn chưa từng rời bỏ ngôi làng của mình đã trả lời: Tôi đã lên trời. Tôi đã bay lượn trên các tầng mây. Tôi đã đến đô thị của mặt trời. Nghe thế, người kia thắc mắc: Phải chăng con tuấn mã của anh bay được? Con người có tâm hồn thi sĩ trả lời: Đúng thế, con ngựa của tôi có đôi cánh. Nó đưa tôi lên tất cả những nơi nào tôi muốn. Mắt tôi nhìn thấy được muôn kỳ công của vũ trụ. Tai tôi nghe được muôn điệu nhạc của thiên nhiên. Đối với anh, sự giàu có nằm trong của cải vàng bạc. Nhưng đối với tôi, của cải chính là đôi mắt của tâm hồn tôi. Cho dẫu một năm qua tôi chỉ ngồi dưới bóng cây cổ thụ này, cho dẫu quang cảnh trước mặt tôi chỉ là cánh đồng phẳng lặng này, nhưng tâm hồn tôi nhìn thấy đẹp, thấy muôn nghìn cảnh đẹp của thiên nhiên. Tai tôi có thể nghe được bao nhiêu điệu nhạc của thiên nhiên mà anh không thể nghe được. Người có tâm hồn nghệ sĩ có những rung cảm mà người khác không có. Họ nhìn thấy, họ lắng nghe được những điều mà người khác không cảm nhận được. Cũng thế, người có đôi mắt đức tin có thể nhìn thấy các giá trị mà người khác không nhìn thấy. Đôi mắt đức tin giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa trong vũ trụ, trong lịch sử, trong con người. Đôi mắt đức tin ấy giúp chúng ta thấy được giá trị của cuộc sống độc điệu, của những hy sinh âm thầm hàng ngày. Đôi mắt đức tin ấy giúp chúng ta thấy được lẽ khôn ngoan trong những điều người đời cho là điên dại, sức mạnh trong những cái yếu đuối. Đức tin ấy giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng trong tâm tối, sự sống trong cái chết, ân sủng trong tội lỗi.
bài trích sách Lẽ Sống.